Làm theo lời vợ dặn Phần 2 Chàng ngốc đi ăn trộm Ngốc ta liền bỏ nghề đi buôn Chuyển sang ăn trộm Một đêm anh lẻn vào một nhà kia Lần mò tìm được một số tiền Anh đếm tiền và tinh mắt nhận thấy có mấy đồng tiền cũ Anh liền tìm đến chỗ chủ nhà đang ngủ Lay dậy và nói Dậy, dậy mà đổi tiền xấu chủ nhà đang ngon giấc sực tỉnh thấy trong nhà có kẻ lạ mặt bèn hô hoán lên bắt bắt lấy nó ngốc ta hoảng hồn vứt cả tiền mà chạy may thoát được về tới nhà anh kể lại cho vợ nghe vợ bảo trời ơi đã đi ăn trộm lại còn đổi với trác mà làm gì thôi mai đi kiếm ít gạo về ăn nhà chẳng còn hột nào nữa rồi tối hôm sau ngốc ta lại đi ăn trộm gạo nhớ lời vợ dặn nên anh không chú ý tới những cái khác mà chỉ đi tìm gạo nhưng những chỗ anh sờ soạng thấy toàn là thóc chẳng có hạt gạo nào thấy có cối say gần đó anh bèn đổ thóc vào say để lấy gạo đem về. Tiếng say lúa ầm ầm làm cho chủ nhà tỉnh dậy. Khi họ xông tới toàn bát, anh may mắn lại chạy thoát. Về kể lại với vợ, vợ kêu lên, ngốc ơi là ngốc, không có gạo thì lấy gì mà chẳng được. Thôi thì mai thấy gì lấy nấy, cứ đưa về đây chẳng cần lựa chọn gì nữa tối hôm sau ngốc lại lọt vào một nhà khác anh vừa vào tới sân đã thấy nhiều đồ đạc nhắm chừng có thể lấy được hừ vợ ta dặn có gì lấy nấy chẳng cần phải đào ngạch vào nhà lựa chọn làm gì cho mất công nghĩ vậy anh ta nhặt nhạnh đủ thứ chất một gánh quẩy về vỡ thắp đèn lên xem thì hóa ra toàn trổi cùn dế rách đòn ghế gỗ vụn cào tre cuốc gãy lại còn có cả một nồi nước dài vợ chặt lưỡi hồi lâu rồi bảo chồng thôi ngày mai đừng đi ăn trộm nữa mà có ngày chết oan anh cứ chịu nhục đi ăn xin may ra còn kiếm được miếng gì bỏ vào miệng nuôi lấy cái thân